Mỹ Hạnh xin kính chào quý khán giả của Việt TV Canada. Mời quý vị theo dõi phần thông tin đời sống ngày 27 tháng 9 có những tin đáng chú ý như sau. Cờ vàng trên khu thương xá Crossroads. Trên nóc khu thương xá Crossroads ở thành phố Bellevue, tiểu bang Washington, người ta cho gắn hình cờ các lá cờ của nhiều quốc gia trên thế giới. Cờ đỏ sao vàng của Cộng sản đã bị gắn lộn vào lúc ban đầu. Tuy nhiên, với sự kiên trì tranh đấu của cộng đồng người Việt tại thành phố này, ban giám đốc của khu thương xá đã nhượng bộ. Trong ngày 17 tháng 9 vừa qua, bà Sue Poma, giám đốc quảng cáo thương mại cho khu thương xá Crossroads, đã chụp hình nóc thương xá với lá cờ vàng ba sọc đỏ, biểu hiệu di sản và tự do của những người Việt tị nạn trên toàn thế giới. Tấm hình đã được đăng trên tờ Seattle Times. Bà Poma cũng viết thư xin lỗi: chúng tôi đã cho dựng lá cờ trên nóc với mục đích xác nhận sự đóng góp của cộng đồng người Việt trong nền văn hóa của khu thương mại Crossroads. Chúng tôi đã dựa theo cờ đã được xác nhận bởi Liên Hiệp Quốc và đã nhầm lẫn. Chúng tôi xin lỗi về sự nhầm lẫn này. Trong số 3 triệu người tị nạn Việt bỏ nước lánh nạn Cộng sản, có trên 70.000 người Mỹ gốc Việt sinh sống tại tiểu bang Washington và có khoảng 10.000 người tại thành phố Bellevue. 2.3 triệu người xếp hàng xin 368 chỗ làm của công chức cấp thấp. Theo bản tin của hãng thông tấn Reuters, có đến 2.3 triệu người xin việc làm tại công sở ở Ấn Độ và số công ăn việc làm chỉ có 368 chỗ, hạng thấp nhất trong chính quyền. Các công việc này chỉ trả lương 16.000 rupees hay 243 Mỹ Kim một tháng. Công việc này chỉ là nghề pha trà trong các văn phòng cũng như chuyển hồ sơ từ nơi này qua nơi khác. Với 2.3 triệu người xin việc, chính phủ Ấn sẽ cần tới 3 năm để phỏng vấn hết số ứng viên đó. Ấn Độ là quốc gia có nền kinh tế lớn đứng hàng thứ 3 trên thế giới. Thước dây thông minh ETAP 16 là chiếc thước dây có màn hình hiển thị, bộ nhớ và các nút tính năng giúp người sử dụng có nhiều tiện lợi trong việc đo đạc. Về kích thước, trọng lượng và kiểu dáng thì nó gần giống như các loại thước dây khác trên thị trường. Các điểm nổi bật có thể kể đến như sau. Màn hình hiển thị giúp chúng ta có thể dễ dàng nhìn được kích thước hay con số mà chúng ta muốn nhìn như con số đo được, chia trung điểm cũng như điểm cuối để đo. Bộ nhớ lưu được hai kết quả đo. Chọn điểm cuối cùng trên thước để đo. Có thể chọn ở đầu chỗ cuộn dây đi ra hoặc đầu đối diện. Việc này giúp cho chúng ta dễ dàng hơn khi đo đến mép tường. Chọn trung điểm. Khi đo xong và nhấn vào nút này thì tự động sẽ chia trung điểm, không cần phải nhẩm hoặc tính bằng máy tính bên ngoài. Nhiều đơn vị đo giúp cho thợ có thể đo được các đơn vị khác nhau, giúp cho chúng ta khi đọc kích thước nào đó có thể ước lượng được kích thước thật ở ngoài đời. Lượng người sử dụng Instagram ngày càng gia tăng. Instagram vừa cho hay rằng hiện họ đang có trên 400 triệu người dùng mỗi tháng, tăng mạnh so với con số 300 triệu hồi tháng 12 năm ngoái và tăng gần gấp đôi so với số liệu ghi nhận vào tháng 3 năm 2014. Hãng nói thêm rằng có đến 80 triệu bức ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội này mỗi ngày. Trong số 100 triệu người mới tham gia vào Instagram, hơn phân nửa sống ở Âu Châu và Á Châu, và tính chung thì có hơn 75% người dùng sống ở Bắc Mỹ. Những quốc gia có người dùng Instagram đông nhất hiện là Brazil, Nhật và Indonesia. Số người chết vì chụp ảnh selfie nhiều hơn chết vì cá mập cắn. Hiện nay, số lượng người bị tử vong vì chụp hình selfie thậm chí còn cao hơn số người chết do cá mập tấn công. Mỗi năm trên toàn thế giới có trung bình 5 người chết vì cá mập cắn, một con số rất nhỏ, trong khi đó đã có 12 trường hợp được xác nhận là tử vong trong lúc đang tự chụp hình tự sướng, mà nguyên nhân nhiều nhất là sơ ý trật chân trong lúc tạo dáng. Nguyên nhân nguy hiểm thứ hai khi đang selfie có thể làm chết người là không may bị xe đụng trúng, hoặc trong trường hợp khác là cố tình chụp ảnh khi đang lái xe khiến tai nạn xảy ra. Thậm chí hồi tháng 7 vừa rồi, có một người đàn ông tên Fassler ở San Diego còn gan lì tới mức chụp ảnh selfie với rắn chuông và hậu quả là nó đớp trúng bắp tay. Rất may là anh không bị thiệt mạng nhưng chi phí nằm bệnh viện lên đến 153.161 Mỹ Kim.
Và sau đây là một số tin được coi là những chuyện hy hữu xảy ra khắp bốn phương. Chồng nộp đơn đến công an tố cáo vợ bạo hành. Trong ngày 18 tháng 9, Công an thị trấn Tân Thụ, tỉnh Long An đã nhận được đơn của một ông chồng tố cáo là bị vợ mình bạo hành. Theo đơn thưa của ông Phan Thê TH, 44 tuổi, thì ông đã bị bà vợ Lý Thị Yến H, 42 tuổi đánh đập nhiều lần. Lần mới đây nhất là vào ngày 16 tháng 9, khi ông TH đi làm về, bà vợ H ngửi thấy mùi rượu trong người ông nên đã dùng roi mây đánh tới tấp, khiến ông TH phải chạy qua nhà mẹ ruột, cách đó 4 cây số trú ẩn, không dám về nhà trong đêm hôm đó. Hôm sau đó ông lẻn về nhà, nhưng đến chiều khi bà vợ đi làm về thì ông lại phải đi trốn. Trong năm 2014, bà vợ H đã dùng dây xích đánh ông này, đã khiến ông ta bị chấn thương đầu nặng, phải đi bệnh viện. Ông TH xứng đáng được bầu làm hội trưởng rau quặp của đàn ông Việt trên thế giới. Chồng lừa vợ con về Việt Nam không muốn cho trở lại Úc đại lợi. Chuyến bay hạ cánh xuống phi trường Melbourne hôm 17 tháng 9 đã giúp cho em Kate Nguyễn trở lại Úc kịp cho niên học mới sau cuộc nghỉ hè bất ngờ thay vì 2 tuần như dự trù, kéo dài 2 tháng. Theo bản tin của báo The Age, bà mẹ của em Kate Dương Thị Nguyễn đã ly thân với chồng, đã cùng chồng và con trở lại Sài Gòn mà theo ông chồng là lo thủ tục bán căn nhà của họ, chia tiền cho hai người. Khi về đến Sài Gòn, ông chồng đã yêu cầu bà Dương và con gái đưa thẻ thông hành để ông ta lo công việc. Ông chồng đi phi cơ qua Hồng Kông và báo về Sài Gòn cho bà vợ là ông đã bị cướp hết giấy tờ, kể cả thẻ thông hành. Ông chồng cũng yêu cầu bà gửi bằng lái xe và các giấy tờ khác về chiếc xe để ông đi làm thẻ thông hành. Sau khi ông nhận được giấy tờ, thì ông chồng lại thông báo cho bà vợ là chiếc xe của bà ở Úc đã bị mất cắp. Nhà chung của hai người bị trộm vào lấy mất rất nhiều đồ đạc. Không có giấy tờ, bà Dương đến tòa lãnh sự Úc ở Sài Gòn xin thẻ thông hành để về lại Úc. Thì mới hay là cô con gái vì chưa tới tuổi thành niên nên cần phải có chữ ký của ông bố. Bà vợ nhắn tin chồng nhưng ông chồng bặt tin. Sau đó với sự giúp đỡ đặc biệt của nhiều vị ứng cử người Úc, thượng nghị sĩ Scott Ryan của tiểu bang Victoria, bà Dương và cô con gái có giấy tờ trở lại Úc. Dư luận cho rằng ông chồng tìm cách lừa bà vợ đã ly thân và đứa con gái về lại Việt Nam và tìm cách ngăn cản không cho hai người này trở lại Úc vì ông ta không muốn chia bớt tài sản sau khi ly dị. Lễ hội cười một liều thuốc bổ sắp được khai diễn. Lễ hội Laughter is the best medicine lần thứ tư sẽ diễn ra tại thị trấn Sturgis của tiểu bang Massachusetts vào ngày thứ Bảy 3 tháng 10. Lễ hội cười là một liều thuốc bổ được diễn ra tại tiệm Prince Pizza Jingle trên đường One South ở Sturgis. Những khách tham dự lễ hội sẽ phải mua vé vào cửa giá 30 đồng và được ăn pizza thả cửa, được xem những màn diễu cười thả cửa. Số tiền thu được sẽ được dùng trợ giúp cho tổ chức về bệnh phình não The Brain Innovation Foundation. Uống một lúc 35 viên Viagra, kết quả ông ta phải nằm viện một tuần vì súng không hạ nòng. Một người đàn ông 36 tuổi ở Anh Quốc đã phải nằm viện một tuần vì đã uống một lúc 35 viên thuốc cường dương Viagra, theo như tin của báo Daily Mail. Ông Daniel Medford ở thành phố East York đã chơi ngông khi uống trong vòng một tiếng đồng hồ 35 viên thuốc cường dương Viagra. Sau khi uống một lúc 35 viên, ông Daniel cảm thấy khó thở, say sẩm mặt mày và nhìn thấy tất cả mọi thứ bên ngoài cùng một màu xanh. Ông chồng có hai đứa con nhỏ vội vàng điện thoại cho bà vợ đang đi làm. Bà vợ vội vàng kêu xe cứu thương và đưa vào bệnh viện. Ông Daniel phải nằm lại bệnh viện một tuần lễ chờ cho súng hạ nòng. Người mẫu 60 tuổi, bà Yashima Rosie sinh năm 1955 tại Pháp, nhưng lớn lên ở đảo Corsica của vùng Địa Trung Hải. Điều ngạc nhiên là bà bắt đầu vào nghề làm người mẫu khi bà gần 30 tuổi, tuổi về hưu của các người mẫu bình thường. Bà làm người mẫu cho các công ty như Yves Saint Laurent, Eileen Fisher, ATT, Marks & Spencer, Macy's, v.v.
Nguyên tắc giữ nguồn tươi trẻ của bà là tập thể dục vừa phải, chữa bệnh bằng các phương pháp thiên nhiên thay vì thuốc men. Hàng tuần bà dùng dầu olive hòa với muối bôi vào da và dùng dầu canola bôi vào tóc. Các môn thể thao ưa thích của bà là đi bộ trong rừng, chạy bộ, trượt sóng. Bà cũng tập yoga trong 30 năm qua. Những người phụ nữ có đặc điểm thuộc bậc nhất thế giới. Bà Yoti Amey, sinh năm 1993 ở Nagpur, Ấn Độ, là một trong những người phụ nữ thấp nhất thế giới, chỉ cao 62.8 cm. Người phụ nữ có vòng hồng lớn nhất thế giới, bà Mika Raffinelli, cân nặng 190 kg với vòng hồng 40 inches 100 cm và chỉ cao có 5 feet 4. Người ta rất ngạc nhiên khi bà này có thể đi đứng được. Người phụ nữ có mái tóc dài nhất thế giới là bà Asha Mandal, có mái tóc dài 6 mét và được xem như một trong những người có mái tóc dài nhất thế giới. Trong một những người đàn bà nặng ký nhất thế giới, bà Charity Pierce với cân nặng 355 kg đã hầu như không đi đứng được. Đi đâu cũng phải có người phụ giúp. Người đàn bà có bộ ngực vĩ đại nhất là bà Maria Hills, một người mẫu Đức có biệt danh là Benshine hay 32ZS hay 32XXX vì bà có một bộ ngực vĩ đại nặng 18 kg tương đương với một bình chứa 5 gallon nước trên ngực. Nhiều người đã nhận xét là nhìn bộ ngực vĩ đại này họ sợ phát khiếp chứ không chẳng thấy nó hấp dẫn chút nào. Thưa quý vị, vừa rồi là bản tin đời sống ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin quý vị giữ màn hình, chương trình sẽ được trở lại phần tin giải trí sau một ít phút thương mại.